Gà ở đây nè, chờ mày với con Toàn. Em ơi, gà xuống đây gà chết. Ấu cả suốt đời đã là không bao giờ. Trời ơi, tao giờ tao qua tao chở mày về nhà nha. Không có đâu, mơ đi. Tao gần đi bán số rồi, mày đừng kêu. Ở cái mặt này nó phụ hết trơn rồi chứ ơi. Phụ cái gì đó. Cả ăn đi, ăn cả. Cả. Ăn đi. Nói gì? Anh nhớ em quá chết rồi. Lão đi con ốc nè. Nay bán số nằm cả mua. Ủa nữa nói ai đổ xèo? Ở nhà đứng quyển hả? Thì không có chỉ gì mình thử đâu trên chung cư. Chị nào bán số lại chứ? Bác đi bán giờ nè. Ủa bên này bán rồi hả? Có số đây chưa? Đây mua cho 5 tờ. Mở hàng cho 5 tờ. Thử chưa bán rồi. Thôi bà lấy đại luôn tờ, thứ thứ tờ đi, lấy đại 5 tờ đi. Cho nó hên được rồi. Tay quá. Chưa hết đè chạy hết. Hôm nay trước bán cái số lại nha quý vị. Đó, mua mở hàng gì trước trước luôn, sân chơi mượn 55 ngàn ế nước. Cho mượn 55 ngàn trả trước đi, lát anh trả tiền nước luôn nha. Tuổi gì vậy? Tuổi Tý. 51 tuổi. Bằng tuổi chị ba tôi đó. Ai đứa con mắc dại quýnh sao đủ đi. Kiếm được tiền tới gia nhà ba nó giúp nó mua lên trình. Rồi mua ủng hộ gì chứ 5 tờ. Nó mua ngoài lên trình. Rồi hôm nay gì chứ mới bán lại nha. Chúc gì chứ mua may bán đắt nha. Cái lá trả tiền nước luôn. Như là nãy giờ tử, nãy mới nói bên này tôi bán số mua đi, nãy giờ mình tử bà giỡn. Quán vòng vòng hơi rồi bắt đầu tôi về tôi đi với con Toàn. Tiểu mất tiểu á. À tôi đi vậy cũng yếu à, tay chân. Này chắc bán cái số lại cũng gì chức đang đi qua bên quán nhậu của Bảy Cân chức mà khách mua cái số mà giờ thì quán thì còn sớm quá cũng ít khách. Nghe thấy gì chức đi bán thấy cũng tội nghiệp, đi từ 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 không mở gì. Nó chết quá, đi mời từng bàn gì á. Tại vì mình không dám theo gì chết qua bên mảnh quay rồi mình ngồi ở khoảng xa mình phóng gần lại. Chứ nó quay thấy nhiều khi nhiều khách nữa không có hài lòng. Ta đang nhậu mà mình ngồi mình quay sao người ta giận, ta chửi. Nói sao những ngày tháng mà mấy ngày nay hai vợ chồng lục đục xảy ra chuyện như vậy. Thì chết phải đi bán lại. Mình cũng thấy rất là tội. Chất qua chất mời không biết nay chất lãnh bao nhiêu tờ, nó chất bán lại không biết chất lãnh bao nhiêu tờ ở số chứ. Nếu mà quý vị khán giả trên kênh của mình mà nếu mà ở gần khu vực này mà có đi ngang gặp thì chất cũng mua vài tờ ở số ủng hộ chất nha quý vị nha. Tại giờ là Việt chức đang rất là giận Tấn Nguyễn. Lúc nãy ngồi đằng quán nước của chị Xuân đặng Tấn Nguyễn gọi cà gỡn thì chức chửi quá trời. Chức chửi Tấn Nguyễn quá trời luôn quý vị.
chắc đi bộ ra ngoài chợ bán. Bao nhiêu rồi chứ? 300 ngàn hả? Kêu dậu bốn hậu chứ. Thôi trời ơi, chưa có cắt chắn quá thì ba vòng. Nghỉ lâu quá nãy giờ đi vòng gì mệt không? Mệt, có gì đâu. Đi nó đỡ, nó giãn thân thân mình. Hôm nay bán ngày đầu lạnh không ít mồ hôi chứ. Trăm tờ không? Có đẻ gội hoài, có chỗ gội tắt máy chơi. Ai chứ Tú Nguyễn à? Còn ai nữa? Chức nói kiểu đó là biết rồi, còn ai nữa? Giờ gọi ông Bảo á, đừng gọi Tấn cho nó tức. Đừng gọi nó, gọi ông Bảo á. Trong cái, cái túi ba gan này sao giống cái quần của chú cắt ra mai quá vậy, đúng không? Rồi thuốc men gì tùm lum hết trơn. Gì thuốc của tôi có 2-3 viên à. Rồi năm mấy rồi, uống vợ chắc qua rồi. Sao không biết mà chất bán lại gì, không có ghé gì. Không biết mai có lấy không, mai dặn không? Ai giấc? Không, có đụng đâu lấy cho. Túi ba gan. Túi ba gan mà sao khó lấy vậy? Không chịu bỏ bự ra. Đúng rồi, mà cái túi này là cái quần lúc trước cắt ra mai phải không? Ừ. Má hỏi hoài à. Lẽ giả nhỏ mai đồ công với gà. Gả cho con gà đi. Chắc con tính qua cam con lấy gì ở cam gì chứ. Dắt cái miệng theo lấy. Nó con làm gì kiều Campuchia. Không, nó ghét cái quyển, nhắc cũng nhắc cái tên của quyển hoài à. Đó, mày cũng miễn bắt tay nhau đi đi. Đó, thấy không? Giận nói vậy thôi chứ mà lòng vẫn nhớ anh phải không? Nhớ nó cái phù cả. Thôi mà nhất giận đi, giận là thương thì thương đúng không? Anh cũng quan tâm thì chứ, anh cũng gọi chứ, cũng nhớ giúp gọi chứ đó. Đúng rồi, nếu mà nó không quan tâm thì chứ đâu gọi chứ chị. À, anh qua anh cũng nhớ thì chứ, anh gọi chứ đó. Còn đồ qua đây rước nữa. Anh đâu qua bà đâu, anh đâu qua đây chứ chơi, chứ nhờ qua chứ. Tao đi bán đâu gặp nó đâu mà chơi. Bây giờ bảo gì, ví dụ anh có quà, anh gọi cho chứ có ghe, có quà không? Không. Sao vậy? Không thích quà. Quà là anh nói chuyện với anh đi. Qua đây nó nhắn mày với con bánh kèo á, qua đi. Trời ơi. Bỏ cái ly nhựa đi, chiếc này ghen lắm, chiếc tính ghen. Chiếc ghen này chứ. Ghen ai? Trời ơi, mày đừng nói ghen ai. Đến nhà cũng còn nhiều ngày chứ coi. Không, mà có gian bán luôn rồi. Hai sắp. Có đếm không? Có đếm gì chưa? Này chút xíu là hết liền nè. Có cọc không anh tả? Không, nó hỏi xin rồi. Không, 2-3 ngày nay không có Trứng Nguyễn ngủ ngon không chứ. Ngủ bình thường hả, có nhớ hơi không? Sao không nhớ, lắc thì thôi chứ. Vậy mà giờ bữa gửi ra bút phê lụm lúa ha, gần nhà Trứng Nguyễn luôn ha. Mới hôm qua chứ đâu, đúng không? Dớp. Hôm qua đi ra bút phê lụm lúa ha. Cách nhà có ngã tư đường à, anh cả. Cũng vô con đường luôn mà cách nhà có cái ngã tư đường rồi. Có gì đó không nhớ, cái sợ tối ngủ cảm giác thấy thiếu gì mình chứ. Không có thiếu gì đó, ngủ với ảnh quen rồi, ngủ chung với ảnh quen rồi, ngủ quen chống vắng, thấy chống vắng không chứ. Qua đây chứ. Ủa, chích thuốc chưa?
Mai mốt anh ta chích đều giờ đi, chích đúng giờ đúng giấc đi cho nó. Có tiền. Ngày nay cô thất bại á, đừng chích tôi. Có gặp bà đâu mà chích bà ở? Không đem thuốc qua đây đâu, chích cho. Thì bà ở bên Hồ Thị Kỷ bên nhà thì kêu con cháu bên nhà nó chích. Nhớ đem thuốc qua đây bỏ thùng đá giờ rồi Sơn nè, rồi con qua con chích cho. Con bả đi kêu bé nó chích. Cháu cũng không nói chuyện nha ta. Chị cháu mà chửi nó chút lát con thôi. Con đi tới giờ chưa về à? Chưa nói chứ. Rồi nó coi. Để nó đợi, ngồi đi đợi nó hoài. Tối rồi, nó phải còn sớm đâu. Đi đâu nữa? Hỏi nó con tính cho gì leo cây hả? Dì đang buồn nữa nha con. Dì ăn ai chứ? Dì buồn dì nhiều hơn vui á. Bán chà ca. Rồi anh Toàn đi, rồi luôn bảo tao. Trời Đức Nguyễn gọi bả mấy cuộc luôn má ơi. Gọi nào? Nè. À, gọi mấy cuộc luôn kìa. Đức Nguyễn gọi mấy cuộc luôn á. Kêu luôn ra bảo đi, chậm nó lên. Bảo không? Bảo là gì vậy? Lư Gia Bảo à? Đúng rồi, Lư Gia Bảo. Hành Môn Sen á, Hành Môn Sen á. Về nhà chưa? Về rồi. Rồi cô nằm cho cô quốc đầu quốc này. Ủa, tắt đi. Mà để anh Bảo gọi cô hoài vậy. Mày coi nó tao thấu tim về mày. Tao đi bán rồi nè. Mới lạnh đó em nè. Biến mẹ em mày đi mẹ trời. Nè đi bán nè. Thù mày thấu tim. Chỗ tao bán bu qua quậy quýnh mày chết. Nè em cả nói nó đi. Ờ tao nói như vậy đó. Qua rước. Qua rước chứ vậy đứng ơi. Qua rước. Tự lưng tâm mày biết chó. Sao hôm nay tao không có bệnh 3-4 ngày á, sao ông nhậu khấu tim rồi đi. Sao ông nhậu thấm khấu tim mày đi. Mày nửa chết cũng vụ chè, be bát, xe cộ. Mày gọi con hoài mình biết mắc cỡ. Đừng bán số. Khấu tim lắm, bao giờ đi bán số. Giờ có gọi tao cũng tắt máy hoài. Tắt à? Yếu. Đúng Nguyễn mạng yếu. Dắt. Tắt rồi. Không mạng yếu, đang quay. Trời ơi, nhà mạng chỉ chắc lo đừng chạm cái giết luôn rồi. Lý do mạng yếu mà chỉ cắt tình cảm thì chứ kệ dấp bình thường ấy kìa. Nói vậy nói lại đi. Rồi tắt máy luôn rồi, đứng mặt đi. Đang ăn cái gì bánh tèo ở gì nhà. Bảo Quang đâu đang ngồi thì nó nằm bên kia chứ. Đang ăn nằm. Trong phòng nó đang nằm đó. Mấy người mà đang buồn tình nó giờ mặt dễ biết. Còn ở đâu là thẫn thờ tới đó là nó. Rồi giữa ghế mà mắt liêm diêm đang suy nghĩ về người ấy. Chờ chè môi đấy ha. Thấy không? Nói thì nói vậy thôi chứ mà tâm hồn mà đang nằm ở bên chung cư á. Chung cư quận 8 á. Sau đó là lượm lúa. Chứ bắt đầu ngồi giữa ghế nha. Tao thả hồn theo mây gió về bển thăm Tứ Nguyễn một chút. Rồi trở qua đi bán cái số tiếp. Đôi khi là muốn yêu anh thật nhiều. Mà anh tìm đó có còn hay không? Ôi giấc.
Ờ, thịt bò gì miếng bự không ngon quá ha.